Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị trong ngành về tăng cường biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tại các cảng hàng không, sân bay dịp Tết Dương lịch 2024. Theo đó, Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không, Tổng công ty Quản lý bay, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kỹ thuật máy bay phối hợp với cơ quan công an địa phương, các cảng hàng không cần chủ động bố trí bổ sung nhân sự, trang thiết bị cần thiết khi lưu lượng hành khách thông qua cảng hàng không, sân bay tăng, đồng thời tăng cường kiểm tra đôn đốc quản lý, nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm, bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy trình quy định trong thực hiện nhiệm vụ. Cục Hàng không cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện bổ sung một số biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường, như tăng cường tần suất tuần tra khu vực công cộng, kiểm soát đồ vật hành lý không xác nhận được chủ.